Rebel Wilson, màn giảm cân gần 30kg sốc hơn cả họa mi nước Anh Adele. Sau nhiều năm sống chung với thân hình đầy đặn, Adele đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi giảm cân trong thời gian ngắn. Từ một người phụ nữ mũm mĩm, nữ ca sĩ đã lột xác trở thành mỹ nhân thon thả, lấy lại vóc dáng gọn gàng. Hollywood đã có thêm một sao nữ có màn giảm cân chấn động và được nhận xét là vượt qua cả kỳ tích của Adele trước đây. Đó là câu chuyện về hành trình giảm cân của nữ diễn viên người Úc Rebel Wilson, người được xem là nữ diễn viên hài tài năng của giới giải trí Hollywood, dù sở hữu thân hình thừa cân. Cô trở nên nổi tiếng thông qua loạt phim như series Pitch Perfect, How to be Single và mới đây là The Hustler và Jojo Rabbit. Bên cạnh lối diễn tự nhiên, ngoại hình của Rebel Wilson cũng là điều khiến khán giả ấn tượng và tạo dấu ấn cho nhân vật. Dù được biết đến nhiều nhờ vẻ ngoài khác lạ, nữ diễn viên thừa nhận rằng béo phì là một căn bệnh nguy hiểm. Cô từng đạt đến cân nặng 106kg, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Kể từ đó, Rebel Wilson phải tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện khoa học nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân. Cô bắt đầu hành trình giảm cân cách đây 4 năm và 2020 là năm ngôi sao 40 tuổi gặt hái được thành quả. Trong vòng 1 năm, Rebel đã giảm được 27kg, thân hình gần như chỉ bằng một nửa trước đây và gương mặt cô đã thay đổi rất nhiều. Nhìn hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên, khán giả không khỏi sửng sốt vì ngoại hình quyến rũ trẻ trung khác xa body thừa cân ngày nào. Gương mặt và thân hình trở nên thon gọn trông thấy, khiến Rebel trẻ trung hơn hẳn. Loạt trang tin tức hàng đầu, các đầu báo lớn đều đưa tin về màn giảm cân của Rebel Wilson. Cô tiết lộ quyết tâm giảm cân sau nhiều năm bị các nhà làm phim trả tiền chỉ để giữ ngoại hình quá khổ nhằm tạo nên tiếng cười. Lần lại năm 2019, Rebel quyết định giảm cân để có thể diễn xuất với nhiều vai diễn đa dạng. Khác với Adele giảm cân một cách nhanh chóng, Rebel đã tập luyện và ăn kiêng trong suốt một năm để lấy lại vóc dáng. Nhờ vậy mà dù cân nặng đang dừng ở khoảng 70 cân, body của Rebel rất săn chắc và khỏe khoắn. Rebel Wilson gọi 2020 là năm của sức khỏe nên luyện tập không ngừng nghỉ trong suốt 8 tháng. Đối với nữ diễn viên, cân nặng lý tưởng là mốc 75kg và ở thời điểm hiện tại, cô đã giảm được hơn 20kg nhờ ăn theo chế độ ăn kiêng và chăm chỉ đến phòng tập gym với sự kèm cặp của huấn luyện viên riêng. Rebel Wilson có 6 buổi tập mỗi tuần, một buổi kéo dài 45 phút với các bài như cardio, thể lực, tạ hay squat, nhảy dây, nâng tạ, plank, xen kẽ lẫn nhau nhằm mục đích xây dựng sức mạnh, độ bền, tăng cơ, giảm mỡ toàn thân. Cô không tính toán quá kỹ lưỡng lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày, nhưng lại chú trọng bổ sung nhiều chất xơ từ trái cây, rau củ cho cơ thể, giúp no bụng lâu và tiêu hóa tốt. Những tháng cuối năm 2020, ngôi sao The Hustler đặt mục tiêu mới cho bản thân. Cô tâm sự, ngay cả khi phải bò về đích thì hãy cứ tiếp tục bởi điều đó sẽ có giá trị. Hãy cố gắng và nỗ lực từng chút một mỗi ngày. Tôi biết có những ngày bạn thấy nản lòng vô cùng, muốn từ bỏ, khó chịu với sự thụt lùi của bản thân. Nhưng những điều tốt đẹp đang đến với bạn, tôi sẽ thành thật với các bạn. Trong năm của sức khỏe, tôi sẽ cố gắng đạt mức 75kg và hoàn thành việc ghi hình cho một trong những bộ phim của mình. Cả hai điều này sẽ đều đòi hỏi sự nỗ lực hàng ngày và có những lúc muốn lùi bước nhưng tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ. Anna Kem, bạn diễn của cô trong phim Pitch Perfect, cũng động viên. Vũ điệu tiên cá của cô đẹp đấy, tôi thích khi Rebel Wilson khoe thân hình gọn gàng trong bộ đồ bơi bó sát. Vốn được biết đến với thân hình mũm mĩm, không ít khán giả lên tiếng ủng hộ ngôi sao người Úc khi cô quyết định giảm cân bởi sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất.